Nào, cái Châu một câu hỏi là các cái đường lây truyền trong bệnh viện thì theo bạn thì có những đường nào? Các bạn nào biết không? Đường lây truyền lây nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện ấy, hay đó là từ những đường nào? Ở hô hấp không có ý thức cái nguồn truyền ấy, chứ còn có thể hô hấp, có thể chưa chắc là hô hấp đâu. Thì có nó có nhiều cách chia. Chia gì? Từ ở ngoài gì? Từ ở ngoài là thứ hai gì? Từ lây chéo trong chính bệnh viện. Và thứ ba là gì? Từ các trang thiết bị dụng cụ. Cái bài phòng chống nhiễm khuẩn này thì nếu ai thực tế qua thực tế lâm sàng và đã làm một lần rồi thì cô nghĩ là nó sẽ rất dễ học, nhưng các bạn sẽ hơi khó hơn một tí. Điểm nhanh với các bạn đấy nhá. Đây là cái việc viêm nhiễm, cái viêm nhiễm đây là nhiễm khuẩn đường sinh sản nhé. Khi tôi có nhắc qua đây, nhiễm khuẩn đường sinh sản là gì? Đây là trường hợp nhiễm khuẩn đường sinh sản là lây qua đường tình dục, lây qua vi khuẩn nội sinh, và thứ ba là do thực phẩm viêm tính mang đến. Thế đấy là dẫn đến nhiễm khuẩn đường sinh sản. Điều kiện thuận lợi là gì? Các bạn nhớ là đối với lại khi mà phụ nữ mang thai thì cái khả năng mắc bệnh của phụ nữ khi mà cái khả năng viêm nhiễm đường sinh dục của họ rất là nhiều. Bài này sẽ liên quan đến các bài sau nữa, còn một phần nữa. Khi có một bài sẽ được cấp phụ chấp nữa sẽ có câu hỏi. Thứ hai là gì? Trong quá trình sinh đẻ. Thứ ba là trong quá trình mà cái này liên quan quá trình sót rau thôi. Xin lỗi, quá trình sinh đẻ thôi. Thì có thể chảy máu, có thể sót rau hoặc các thủ thuật trong quá trình sinh đẻ. Này. Đây là lây nhiễm trong bệnh viện từ ngoài vào, nhiễm trùng chéo cơ sở và tự nhiễm tiền tiêm, tức là bản thân người ta có sẵn các yếu tố nguy lây nhiễm rồi. Nguyên tắc thì các bạn nhớ chưa cô? Từ cái chỗ nguyên tắc thì cái đầu tiên, nguyên tắc đầu tiên là môi trường sạch, thứ hai là gì? Môi trường thì như thế nào? Thứ hai là khách hàng phải sạch. Nguyên tắc vô quả là gì? Môi trường sạch, thứ hai khách hàng phải sạch. Thứ ba là gì? Cán bộ y tế cũng phải sạch, tức là phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Thứ tư là gì? Dụng cụ và phương tiện. Thì như vậy về nguyên tắc vô khuẩn có bốn cái. Thứ nhất là môi trường này, thứ hai phía bệnh nhân, thứ ba cán bộ y tế, và thứ tư là dụng cụ. Nhớ như có bốn cái đấy về vô khuẩn. Thế thì quy trình của nó là gì? Quy trình này thì nó sẽ qua mấy cái. Cái đầu tiên các bạn cứ hình dung như này để cho nó dễ nhớ. Quy trình vô khuẩn nó rất đơn giản. Thì khi lên tiến hành thủ thuật, giống như kể cả tiểu phẫu, giống như ngoại khoa, các bạn học cũng thế thôi. Tiểu hút thai hoặc là chích năng tuyến đốt tôn lanh, hoặc là rút dùng gà, tất cả những cái can thiệp thủ thuật của cái sản khoa. Sau khi làm thủ thuật xong thì dưới sau dụng cụ vào gì? Có một cái gì? Vào gì? Ngâm cái gì trước nhỉ? Cái dung dịch khử nhiễm đấy, đây làm cái dung dịch gì các bạn có biết không? Đối với sản khoa, các bạn đi vào phòng kết quả gia đình phụ khoa của bệnh viện chưa? Các bạn có vào trong phòng khám phụ khoa của bệnh viện chưa? Nếu có chưa thì còn mấy ngày các bạn vào xem thử xem nhé. Mở vịt với tất cả những cái gì đó đều có một cái gì. Khi khám xong thì bông thì đã cắn theo quy định rồi đúng không? Những cái gì dính như lây nhiễm các thứ thì cho vào cung giò, cung vàng. Còn không thì sẽ ở túi xanh. Nhưng dụng cụ như quanh các mỏ vịt hoặc là tất cả những dụng cụ về thủ thuật cho vào một cái xô riêng. Cái xô đấy là gì? Xô đấy đựng nước. Cái đựng nước ở đây các bạn biết đựng nước đấy là gì trong đấy? Chính là cái gì đây? Vitamin B. Bình thường sản khoa hay dùng cái viên mắc, các bạn thấy cái viên preset bao giờ chị nhỉ? Nó có cái lọ preset, viên của nó giống như đồng xu, nó dày màu trắng. Cái viên đấy cho được một cái viên đấy 20 lít đối với sản khoa rất hay dùng như đấy. Thì các bạn là cho vào cái giỏ để chủ đến cái giỏ đấy, cái xô đấy thì nó sẽ có một cái giỏ để dùng cụ lót vừa cái xô đấy và được trong 20 lít nước. Khi làm thủ thuật đầu tiên để khử nhiễm thì nó sẽ sau khi thủ thuật xong sẽ cho dụng cụ vào cái xô đấy. Đấy thì đấy là cái nước đấy là bước khử nhiễm ngâm, trong thời gian đấy ngâm như thế thì nó sẽ cái bước ban đầu đã có thể là diệt vi khuẩn được rồi, thông thường được rồi. Thế thì cái thứ hai là gì? Sau khi mà ngâm xong thì làm gì?
cuối buổi xong, buổi trưa, buổi chiều thì làm gì? Bước thứ hai là làm sạch, tức là rửa. Lúc đấy thì chắc chắn là bác sĩ sẽ không rửa rồi, nhưng mà người ta sẽ mang đi rửa, thì lúc các bạn điều dưỡng sẽ được phân công để sẽ làm rửa dụng cụ, thì rửa làm sạch cái dụng cụ mình vừa làm. Các cái máu thì các cái dịch đấy, tức là sẽ làm sạch rửa dụng cụ đấy. Bước thứ ba là gì? Khử khuẩn. Khử khuẩn thì các chức phân chia ra những cái dụng cụ nào thì khử khuẩn và dụng cụ nào thì tiệt khuẩn. Cái bài này nếu mà không nhầm thì các bạn đi 4 học rồi, đi 6 đi trước đây, cái này cô chắc chắn đi 4 học rồi, những lớp này không có dạy. Nhưng mà bài khử bước thứ ba là khử khuẩn. Khử khuẩn thì chúng ta sẽ phân chia dụng cụ nào là khử khuẩn, dụng cụ nào là cần tiệt khuẩn. Thế một cái nguyên tắc chắc chắn là gì? Những cái dụng cụ mà đưa vào liên quan đến máu mủ, đưa vào vết thương hoặc đưa vào trong bụng tử cung thì chắc chắn là phải khử khuẩn rồi. Thế khử khuẩn ở đây có những cái dụng cụ nó sử dụng xử lý bên ngoài. Thế nên sẽ có hai cái như hai cách. Một là luộc. Luộc thì những cái dụng cụ nào mình luộc được? Các bạn cứ hình dung ra là gì? Một dụng cụ không sang cũng được không? Thì chắc chắn không, luộc rồi đấy cho vào đấy thì có mà thì chỉ những cụ dụng cụ kim loại thôi. Mà nó là gì? Nó chỉ can thiệp phía bên ngoài của người sản phụ thôi, nó không trực tiếp vào vết thương. Đúng rồi. Thì thứ hai là gì? Khử khuẩn mức độ cao bằng hóa chất. Hóa chất là gì? Nó có rất là nhiều các cái loại hóa chất. Các bạn biết là chỉ cần đối với dụng cụ bên ngoài thì cần cho vào ngâm một cái khoảng 20 phút là có thể được. Đấy, điều thứ hai là khử khuẩn mức độ. Bước thứ ba là khử khuẩn. Bước đầu tiên là gì? Khử nhiễm này. Khử nhiễm bằng cách là ngâm vào trong cái dung dịch bằng nước có hóa chất là chloramin B hoặc là Pixet. Thứ hai là làm sạch và thứ ba là khử khuẩn mức độ cao. Tức là tùy theo mức độ yêu cầu của từng loại dụng cụ nó có từng bước một. Hai cái bước đầu tiên thì bất kể dụng cụ nào đều đối với ngoại khoa của sản trong về chữa sản thì đều phải làm hết. Còn khử khuẩn thì tùy theo mức độ, khử khuẩn mức độ cao thứ bước thứ thì có luộc dụng cụ và bằng hóa ngâm bằng hóa chất. Còn đối với bước thứ ba là tiệt khuẩn. Tiệt khuẩn thì tất cả những cô vừa nói thì những cái dụng cụ mà chạm trực tiếp vào vết thương, chạm trực tiếp vào trong cơ thể của người phụ nữ như là một tử cung thì đều phải tiệt khuẩn hết. Thế thì nó có mấy cái. Hấp ướt áp lực cao, mọi người thấy nồi hấp ướt chưa nhỉ? Thấy nồi hấp ướt được rồi đúng không? Hấp ướt thì nó có gì? Tất cả những cái đồ gì? Nếu các bạn đi xả các bạn sẽ thấy là bông này, xăng này đều hấp ướt. Bây giờ thì rất nhiều không biết bệnh viện thì hấp như thế nào, nhưng mà bông thì chắc chắn nó có thể hấp, nhưng xăng thì bây giờ rất nhiều nơi để sử dụng xăng một lần, nhưng mà đều phải hấp hết. Đấy là những cái đồ có thể hấp được. Thứ hai nữa là sấy khô. Sấy khô thì đòi hỏi cái này thường là dụng cụ thì cái này người ta sẽ không bao giờ dụng cụ bằng sắt. Thứ ba là sấy khô này là hay dùng nhất là dùng tất cả các dụng cụ bằng sắt. Thứ ba là bằng tiệt khuẩn và hóa chất như cô vừa nói không. Nhưng mà tiệt khuẩn nếu chỉ khử khuẩn những cái dụng cụ mà sử dụng lại bên ngoài, sử dụng bên ngoài thôi, ví dụ như là cái các bạn có thể hai loại nhé, sử dụng như cái bơm hút các man. Bơm các man thì các bạn có thể ngâm vào trong cái tiệt khuẩn và hóa chất trong 20 phút được, bởi vì các bạn chỉ cầm tay bên ngoài. Nhưng cần hút thì chắc chắn sẽ phải, tức là cần hút này là cái ống hút hai đi, chắc chắn sẽ phải ngâm tiệt khuẩn là ở trong bằng hóa chất và ngâm vào đó thì trong khoảng 10 giờ, tức là bình thường cuối ngày sẽ ngâm vào sáng cho nó sẽ làm rốt ra lại. Trước khi làm nó sẽ trải qua nước đun sôi để nguội sạch vô khuẩn để làm. Thì như vậy các bạn nhớ cho cô là gì? Cái trong cái phòng chống nhiễm khuẩn đây thì cái nguồn lây của nó là gì? Thứ hai là các thước của nó.